bắn trên người. Cho sâu cát khô đi. Và cho mấy chảy nữa đây, bà chị ơi. Bơm nước lên rồi múc lên ra các anh. Khó quá với rồi. Nào cho xô cắt khô nào. Thôi chưa. Thôi con đi vào đây để em đổ thang. Xô, có thang nhiều lắm cơ mà. Cái này này, cứ đưa để làm giải quyết công trình. Kiểu như cháy đồi. Tính ra làm bữa này cũng vui. Đây các gì đi ở phù hồ đâu. Không khác gì đi phù hồ. Giờ bỏ hai loại ra thất nghiệp đi mà. Mà trành bạch vành. Tưởng ông đồ tiền vừa đấy. Đấy thằng. Con đoàn con ngoan đấy, đừng đùa.